còn thấy bên Thái Lan nhiều vị cao tăng lại làm những sản phẩm bùa hộ mệnh có trì chú còn được gọi là mulet tại sao những vị cao tăng ở Thái lại có văn hóa này đây có được xem là mê tín không việc này có trong kinh Phật không có phải làm vậy là trái với lời Phật dạy ờ, đầu tiên ấy quý vị phân biệt dùm sư nhé, cao tăng với một vị tăng cao tuổi, nó khác nhau ạ à. và cao tăng với một vị tăng cao, có nghĩa là được nhiều người biết đến và nổi tiếng khác nhau. Cao tăng ấy theo định nghĩa của Đức Thế Tôn ít nhất là vị này phải có sở chứng à, còn nếu như mà mình đại hạ giá theo thời nay á, đại hạ giá theo thời nay thì tối thiểu vị này phải là một vị có giới đức và có pháp học lẫn pháp hành và ít nhất á, về đầu tiên á, là gì về mặt đạo đức á vì này không có vấn đề thứ hai về mặt truy kiến truy kiến vị này không có vấn đề thứ ba là về việc hành trì của vị này không có vấn đề thì tạm gọi vị đó là cao tăng nha ờ, chứ không phải là tăng cao tuổi mình gọi là cao tăng mình thấy một ông sư già mình gọi đó là cao tăng thì không phải cái này trong kinh đức phật nó chỉ là một vị sư lớn tuổi thôi chứ không phải là cao tăng ừ. à, và à, còn một vị nổi tiếng được nhiều người biết đến được nhiều người theo thì điều đó không là cái gì trong phật pháp đối với Phật pháp ấy một vị sư nổi tiếng không là cái gì hết nha nó không nói lên được vị này là một vị có đức hạnh nó không nói lên được vị này là một vị có chánh kiến nó không nói lên được vị này là một vị có khả năng hành trì mà sẽ nói thậm chí nha thậm chí nhiều vị ấy, bởi vì không có đức hạnh cho nên mới nổi tiếng bởi vì không có đức hạnh cho nên mới có nhiều đồ chúng bởi vì tà kiến cho nên mới nổi tiếng bởi vì tà kiến cho nên mới có nhiều đồ chúng bởi vì cái pháp hành có vấn đề cho nên mới nổi tiếng bởi vì pháp hành có vấn đề cho nên mới có nhiều đồ chúng và xin thưa trường hợp này chiếm một con số rất là nhiều không hề ít cho nên cái chữ cao tăng là mình phải định nghĩa lại phải coi lại nha ừ. cái thứ hai cái văn hóa bù chú ở thái lan ấy, nó thuộc về văn hóa dân gian ờ mỗi một quốc gia có một cái truyền thống khác nhau và cái truyền thống bù chú ở thái lan ấy, thì nó thuộc về cái đặc sản thuộc về cái truyền thống ở thái và khi phật giáo um, đi vào trong đất thái ấy, một bộ phận bị ảnh hưởng bởi truyền thống này giống như Việt Nam mình thôi vào Việt Nam thì cái truyền thống mà thờ thần thờ mẫu nó cũng xâm nhập vào Phật giáo rồi Phật giáo đi vào Trung Hoa thì đạo giáo đạo giáo thì nó cũng xâm nhập vào đấy cho nên Phật giáo khi mà đi vào ở một cái quốc gia thì có đôi khi một bộ phận sẽ bị cái truyền thống của chính quốc gia đó thâm nhập vào thì cái dạng bù chú á, là một cái đặc hữu truyền thống của thái và nó xâm nhập vào phật giáo chứ bản thân phật giáo không có ừ. còn quý vị hỏi nó phải mê tín hay không thì mình phải định nghĩa mê tín là cái gì mê tín là một niềm tin không có trí tuệ tức là à, theo định nghĩa phật giáo ấy, chứ không phải định nghĩa của thời bây giờ định nghĩa của xã hội ha. khi mà mình tin vào một cái gì đó nó đi ngược với giáo lý nhân quả ha, ngược với cái lý nhân quả ngược với tam tứ thì cái niềm tin đó là niềm tin không có trí tuệ và mình gọi đó là mê tín quý vị suy nghĩ đi cái chuyện mà mình xài bùa á nó tuân theo nhân quả hay là nó đi ngược với cái lý nhân quả và nó um, có đi ngược với cái lý tam tướng vô thường khổ vô ngã hay không nó có tương ứng với cái gì ở trong cái lý tam tướng của Phật giáo hay không à, và nếu như nó không có thì mà mình tin vào cái đó tức là mình tin một cái niềm tin không có trí tuệ À, tuy nhiên sư không nói là nó không có tác dụng nha Nhớ dùm sư không hề nói những cái bù chú không có tác dụng bởi vì trong kinh Đức Phật cũng có nhắc là có những cái bù chú rất là mạnh mẽ mà những người có cái bù chú đó họ tương đương với có những cái năng lực thần thông tức là họ có trừ cái trừ cái, cái 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 gì ta trừ cái việc giác ngộ ra ha, trừ cái việc giác ngộ ra thì họ có thần thông đủ hết ví dụ như biến hóa nè Thi thiên độn địa nè rồi độc tâm của người khác nè rồi có thể làm đủ mọi thứ hết trừ chuyện giác ngộ ừ, trừ chuyện giác ngộ cho nên sư không nói là cái chuyện bồ chú nó không có tác dụng nha nhưng ngay cả như vậy mình tin vào thì cũng là một niềm tin không có trí tuệ. Bởi vì sao? Nó không đưa đến giác ngộ giải thoát. Ừ?